đến khi em gặp người sau. Nắng nhẹ nhà em giấc ngủ siêu xa, chờ đến khi em gặp người khác. Nắng lạ đường đi theo cơn gió tầm thương, bao đêm nhắn tin khiến lòng tổn thương. Những thề nguyện trăm năm tư hóa buồn phiền, buồn bỏ đi cho lòng bình yên. Thời yêu lấy một người bình thường đến em về thì thầm nhớ thương, mà cuộc đời này sao cũng đường. Và cả hiện tại yêu thương nào cùng nhà cũng phải, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng, chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nơi nào còn bình yên thì cây xa mong. Ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiện, đêm mưa về đổ lạnh mãi. Rồi bạn nào cho bạn phản hồi?
Dạ, em chào anh cũng như là các anh chị và anh chị thầy. Em tên là Thanh Tâm thì qua cái sự thể hiện của anh ở cái bài sàng đường vừa rồi thì em cảm thấy là anh đã truyền tải đúng ý nghĩa mà bài hát mang đến. Em cảm thấy có sự khát khao, khát vọng cũng như là sự cố gắng của anh trong đó. Dạ vâng, thì em chỉ mong là sau này khi mà mình hát một bài hát nào đó và xử lý thì mình kỹ một chút xíu nữa trong từng nốt nữa thôi là rất là ổn. Dạ vâng. Anh cảm ơn. Rồi, thầy chia sẻ xíu. Hôm nay xuất phát cảm giác là có điều kiện nhiều hơn, nhưng mà tới cái đoạn nhạc khúc thì mình chậm hơi bị rối. Mình cứ cảm giác là điều kiện từ từ. Với là cảm giác là lên sân khấu, khi mà đã bước lên một sân khấu rồi là phải là cảm giác là phải là đang biểu diễn nha, chứ không phải là lúc học chung lớp gì khác. Mà mình nhớ là bây giờ là mình biểu diễn cho các bạn trên livestream xem, rồi các bạn ở đây nữa, thì mình phải biểu diễn giống như là mình là ca sĩ thật sự, cái cảm giác đó nha. Rồi, cảm ơn Phúc. Rồi, tiếp theo xin mời bạn Tâm. Rồi. Dạ, em chào anh chị. Em tên là Thanh Tâm và sau đây em xin được trình bày bài hát Ý. Dạ. Ý. Cảm ơn Tâm. Rồi bây giờ em xin phản hồi của anh chị nè.
Vừa rồi em đã trình bày hoàn thành ca khúc If, thì em cũng mong là nhận được những lời phản hồi của các anh các chị cũng như là thầy để em có thể tiến bộ cũng như là phát triển hơn. Rồi, phản hồi cho bạn nhé. Dạ, thì anh thấy em hát hôm nay hay. Hay thực sự nếu mà giới thiệu hai nghìn mười ca sĩ là em bị 99 năm rồi đó. Nói chung mình vừa hát được mình vừa cảm xúc cho bạn hát. Rồi thầy chia sẻ xíu nha. Cái đoạn đầu á, em còn hơi cảm giác là hơi chưa tập trung lắm đúng không? Nên là thành ra cái nhịp của mình nó hơi bị lơi. Mình chú ý là vô đầu tiên, vô đầu câu đã là phải là tập trung rồi để mình điều khiển em thật là tốt nha. Rồi bây giờ hát thêm bài để đi tặng mọi người. Dạ, em xin được trình bày ca khúc Như Những Phút Ban Đầu ạ. Đầu cao nhất nó khác nhau.
bây giờ ai cho con phải ngồi nào? Phúc, cho bạn con phải ngồi nhé. Dạ, thì trong tâm thật đưa tới lớp một cái bài rất là hay, cũng như là dạy em rất là dễ cảm. Chỉ cần để an hồi những trong lòng mọi người là mọi người có thể ánh mắt xíu thực tức trên đề của cái lòng tuyệt vời. Cảm ơn. Chào mọi người và chào thầy, chào tất. Thì phản hồi của bài hát của sau này em biểu diễn thì là chị cảm nhận được là cái giọng và cái lời hát của em rất là hay này, kỹ năng biểu diễn tốt này, và nhưng mà còn một số cái biểu hiện cảm xúc của trên mặt đấy mình cũng phải là tươi vui vẻ hơn, và nghe với lại lời cái nhạc thì cũng có chỗ còn chưa có quyện vào với nhau, khớp vào với nhau. Các anh chị nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Tâm rất là nhiều. Thầy có phải hỏi xíu nha. Cái đoạn sau của mình ấy, cái cảm giác là tất cả các nốt nó đang bị hơi nâu một xíu. Rồi khi mình hát mình chú ý nha, mình điều khiển cho nó tốt hơn, cho nó chính xác nốt hơn thì nó hiệu quả hơn. Bạn là nó hơn xíu là ok rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, tiếp theo xin mời em. Rồi, bạn Phúc quay lại nha. Rồi, vậy tiếp theo chương trình xin mời Nhung lên hát bài A Chung Ta Đừng Mãi.
chia sẻ là khởi đầu của Dung như thế nào, rồi học như thế nào để bây giờ hát, dám bước lên đây hát như thế nào cho các bạn nghe, nhất là bạn này nha, để cho bạn có động lực bạn học giống mình. Dạ vâng ạ. Mới vô được rồi. Dạ, thì là mình học cách đây cũng hơn 2 tháng rồi. Và cái buổi đầu tiên đi học ấy, thì là thực ra là mình, trong đầu mình chưa có cái suy nghĩ nào, mình biết hát bài nào, không thuộc tên bài nào và không biết câu với nốt nhạc như thế nào. Và buổi đầu tiên thì như mọi người thì mọi người sẽ được kiểm tra giọng, còn thầy, còn mình thì là thầy phải buổi sau thì thầy kiểm tra giọng để mình về mình chọn bài, với lại mình thầy xem cái nhạc của mình phù hợp, giọng của mình phù hợp với thể nhạc nào. Và lúc mà trước khi hôm buổi giao lưu hôm nay đây, mình bảo là thôi để em đến đây để em nghe một người hát thôi, không có dám lên đây hát. Nhưng mà sau khi các bạn hát và được phản hồi thì mới ở trong lớp này mọi người cũng là các học viên với nhau, nên là mình cũng đã tự tin lên đây và mình hát cái bài được thầy chỉ dạy thì thời gian vừa qua. Rồi, ok. Thầy thấy hôm nay Dung hát rất là tốt nha. Nghe vô câu đầu thì hơi lượng xíu, nhưng mà tới đoạn sau là cái giai điệu đã đúng hết. Nhưng giống như là hôm ngày hôm nay đã bước lên đây rồi, thì bây giờ mình phải đi học đều hơn. Phải đi học đều hơn để tập luyện nhiều hơn để bữa cái ngày mà mình biểu diễn ở phòng trà nữa. Nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi tiếp theo xin mời Bình. Khởi đầu giống nhau quá thì nó thiệt mà. Mới vô bị đầu. Không để con thấy. Thầy có em không? Nơi mùa đông chúa
một lời sau cuối rồi mình chia đôi trong đời. Bầu trời yêu sẽ tan nát cõi lòng, giờ chia tay nước mắt cháy thành dòng. Cầu mong em sẽ yêu thương mà lời vẫn cô gái sợ giọng pha. Rồi mình chia sẻ xíu, hôm nay mình hát cảm giác là có đầu tiên thì em cảm ơn anh về phần trình diễn vừa rồi thì
cũng như là thăm hết thì hôm nay giọng nó không khỏe hơn mọi ngày, cho nên anh hát có những khúc nó hơi bị bền. Nhưng mà nhìn chung thì anh cảm thấy là bài hát này anh hát vẫn có những điểm nó là tốt hơn mọi ngày, nó đã đến với khán giả nhiều hơn. Đặc biệt là lúc đầu em có cảm giác như vậy, là lúc đầu anh cất lên em thấy rất là hay mà. Nhưng mà anh chỉ cần cố gắng chứ nó không đổ thì càng về sau nó sẽ không đổ thêm. Thầy xin phản hồi xíu nha. Hôm nay xuất khác bài này cảm giác thầy thấy tốt hơn. Tốt là tốt về cái mặt là biết điều khiển hơn ấy. Thầy tưởng đó là bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng mà khi mà hát thì mình cũng ghi được hết bài, thì đó là hoàn thành được bài hát rồi. Mình phải ghi nhận điều đó. Giờ là mình tập hát là mình phải chia câu ra rõ ràng hơn nữa. Vô đầu câu là đơn giản, đừng có nghĩ nó phức tạp. Rồi bắt đầu là bị cố cho tới cuối bài thì nó lại không hiệu quả nha. Rồi cảm ơn Phúc. Cảm ơn thầy mọi người. Để quay lại thì xin mời bạn Tâm Nữ ạ. Rồi bài gì Tâm Nữ? Bao lâu chờ, bao lâu đợi, bao lâu tình trong nhau mãi.
Rồi, tôi xin phản hồi của anh chị nào. Dạ, em xin được nhận phản hồi của chị Mỹ. Rồi, xin mời chị Nhung nhé. Chào thầy, chào mọi người, chào thân tâm. Sau bài biểu diễn của em thì chị thực sự là thấy rất là hay, rất là cảm giác là cuốn hút theo cái nhạc với lại theo lời của em. Thì nói chung là cho một tràng vỗ tay thật lớn để cô quan tâm. Rồi thầy chia sẻ xíu nha. Cái bài này á mình cũng về để xem lại cái nhịp. Có thấy không? Cái nhịp mình là phải chính xác 100% rồi khi mình biểu diễn thì nó sẽ tự tin hơn. Mà cái thầy thấy là cái chất chất nghệ sĩ của Tâm lên sân khấu là có cảm giác nghe hát nó siêu lắm, mình biết nó đã. Nhưng mà mình phải tỉnh táo điều khiển nó nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn. Nha. Rồi, cảm ơn Tâm rất là nhiều. Rồi, tiếp theo xin mời Bình quay lại nha. Phải hơn luôn. Thầy chiến lên được. À phải là thầy chiến lên. Kêu lên. Kêu lên. Hay quá. Xe. Còn tại vì chưa bao giờ đi đâu không hát. Kể. Mình bể thầy có cái để thầy nói. Mình bể đây chứ là chưa bao giờ. Phóng dọc thì hay hơn. Rồi. Dạ, tiếp theo phần giao lưu thì em xin gửi đến mọi người một bài hát cũng lâu rồi, đó là bài Chưa Bao Giờ của Trung Quân Ai Đồng Bạc. No.
lớn bạn. Chúng tôi là anh già. Tôi giờ ba xin quên về xin bên những chiếc cao dài không phải lòng với anh đại ha 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 ha. Ta cùng vui về nơi chỉ mình chim trong trời gió bao chuyện phiền khiến cho em thấy khiến bao thân tình không trôi tai ha ha ha. Tại đường liễu thời gian em xin bên những tôi anh đại không phải lòng với cụ đại ha 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 ha. Ta cùng nhau về với sấm đầu tâm tuy đôi mình chẳng xanh cùng giờ đến tim cụ tất nguyên chung mồ không ra xa. Xưa khi có ba nhà tôi tìm về cơn bàn cơn đơn giàu với con tay đồng không đôi ta. Má tôi anh đại xin tuyên bố xin tuyên thề ta thề chung một đầu ha 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 ha. Ta cùng nhau thề quyết đến đầu ra ai quên đời sẽ mang ngờ đời mãi không buồn nỗi sống nặng sợ dần chứ gì cho đôi mình nam sơn chứng minh cho những câu thề. Tình đây nguyện không xa. Dạ em xin lỗi bạn. Rồi, cảm ơn cô. Dạ mong tiếp mục rất vui vừa rồi sẽ đem tới cho mọi người bầu không khí tốt hơn. Rồi, cảm ơn Phúc đã đem lại cho mọi người niềm vui. Rồi, tiếp nói xin mời bạn Thảo. Chưa quên người cũ. Chưa quên người cũ mà. Chưa quên người yêu cũ. Chắc chắn rồi, sau đây là một bài thơ. Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa thể yêu ai. Vẫn chưa muốn bên ai. Thế gian đầy rộng I'm not afraid.
Rồi các bạn trao cho Thảo phản hồi nha. 9 nha. Nghe lần thứ 2, 3, 4 rồi đó. Nghe nhiều lần. Tại vì trước đó Thảo có gửi hai cái bản demo nhưng mà chưa nghe. Nghe qua là em cũng mới nhận xét là ý là Thảo là hát hay quá. Thế là lo nó sẽ có một số những cái nó bị rè hay gì đó không thấy, nhưng mà nói chung là tổng thể thấy hay. Cái lâu lâu mà Trí nhận ra là do mình thiếu tập trung đúng không? Hát hồi là mình thiếu tập trung hơi ở cái đó đó. Và thật sự là tổng thể là thầy thấy là hôm nay hát ok. Có đoạn đầu là hơi tâm lý không? Có tâm lý không? Khi mà mình cố là người nghe người ta sẽ cảm giác bị hơi ngọt nha.
đó, nên là mình lưu ý điều đó. Rồi cảm ơn Trí, rồi lát nữa quay lại hát bài đó nha. Rồi rồi mình quay lại nha. Em còn giữ lại. Đúng rồi, giữ lại nha. Thảo giữ không? Em có ạ. Chị quên rồi đấy. À, có tất cả. Có tất cả không em? Có tất cả không em? Và tiếp theo phần solo thì em xin được gửi tới mọi người một bài hát, đó là bài Có Tất Cả Trần Thiếu Anh. Anh ơi,
thầy chia sẻ xíu luôn nha. Hôm nay mình hát cái nốt cao bắt đầu nó cảm giác là nó sáng hơn, nó thoải mái hơn. Do khi mình hát là mình phải thật sự chủ động. Trước khi hát câu nào là phải gì, phải biết mình đang làm cái gì, chứ phải là hát cho nó trôi đi. Bữa nay thì cũng có sự chủ động hơn mọi hôm rồi đó, nhưng mà chủ động nhiều hơn nữa, bản lĩnh nhiều hơn nữa thì nó sẽ hay hơn. Nha. Ok, hôm nay là tốt á, tốt hơn mọi hôm luôn hết. Rồi, cảm ơn. Rồi, Chí cho trở lại nha. Rồi, bài gì? Đem bài Những Ngày Đẹp Trời của Văn Điền, nhưng mà nó hơi càng xưa.
Rồi về để bữa sau thầy tập cho. Rồi cảm ơn chị. Tiếp theo xin mời người đẹp Thảo. Sao giọng này nó quay nhanh dữ ta. Phải quay nhanh chứ. Bài gì hả bạn? À giữ lại luôn. Dạ, và sau đây em xin được gửi đến thầy cũng như là các anh chị bài hát được mang tên Chờ Cơn Giấc Mơ. Thank you.
Cuối tuần sau nhé.